bình tĩnh đừng bay nữa nha, anh bắt vô chuồng. Ok. Ôi ơi, chim nhà mình nó to hơn này, chất thêm tơ lông vàng hơn, cái này tơ hồng luôn. Rồi gia nhập Nam Ngôn Farm luôn. Dễ thương chưa, trời dạng dữ đây. Hello, mình là Nam Ngôn, còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, sáng nay thấy một bạn chim chắc là bị đâu rồi, thất lạc. Cái tay tôi phải chỉ hướng nào. Đây các bạn, đang màn hình ngược cho nên không định hình được, thấy không? Để mình quay màn hình lại cho các bạn coi nha. Đây một bé chim đi lạc. Đây con. Rồi. Đây. Đây anh em vô chùa nuôi luôn. Xíu. Xuống đây. Phải nói sổng ra không vậy không? Này chắc đâu phải trong nhà mình sổng ra. Anh có thấy không? Thấy bạn chưa con chim trắng không? Chim. Rồi. Nó tiêu rồi. Ơi nó bay về đây nè. Rồi bay xuống luôn rồi. Cú trắng nhà mình không biết phải nó không nữa hay là chim ta. Rồi mở cửa đi để em lùa nó vô. Vô nhà đây con. Phải con sổng ra ngoài không hay là chim khác đây. Bình tĩnh đừng bay nữa nha, anh bắt vô chuồng. Ok. Ôi ơi, biết phải chim nhà chim con trong này của mình không nè, thấy có vẻ không phải, giống giống mà chim nhà mình nó to hơn này, chắc thêm tơ lông vàng hơn, cái này tơ hồng luôn. Rồi gia nhập Nam Ngô Farm luôn. Dễ thương chưa, trời dạng dữ đây. Có gì nghĩ à. À đây nè, nó đây nè. Rồi vậy là con chim này chim tơ, chim nhà mình đây nè, chim nhà mình đứng trên này nè. Đây nè nó đứng nè. À, thấy không? Thôi rồi trắng trắng nè. Này chim nhã bự hơn, chim này chim tơ. Trời ơi, chim tơ nó ai sổng đây nè. Dễ thương chưa? Lại có duyên. Ok các bạn. Hôm nay là sáng chủ nhật ha. Có một bạn chim đi lạc. Vô đây. Về Nam Ngô Farm luôn. Quá dễ thương, đâu qua đâu mọi người nhìn mặt cái xíu coi. Đây nè. Đúng là có duyên với động vật nè. Dễ thương chưa. Thêm thêm thêm. Ok, thôi về đây sống đi con. Đúng rồi, ăn đi. Đi chơi đi. Cái này dễ thương lắm nè. Ngoan. Này biết phải ai sổng, chắc ai sổng quá. Cái này cũng lớn rồi mà. Đó bụng mà mấy bữa nay đắt đó bụng. Đây đó hả? Lúa đó. À, đi. Ở đây có lúa nè con. Anh dẫn đường cho đi. Khá là dạng. Chắc là bay mấy bữa nay đuối, đuối rồi không nào. Bầu diều sập lép luôn nè. Đây, đây có lúa nè. Ăn đi rồi làm quen thích nghi ở đây. Đây sống dễ thương, trang hòa. Không ai ăn hiếp ai hết. Được chưa? Đói quá rồi. Ăn lúa.
Ăn đi, anh kiếm chén nước cho uống. Có duyên các bạn ha. Có duyên. Có duyên lụm được một em. Giờ đi lấy nước cho nó uống. Vui vui, sáng sớm thấy vui. Sáng sớm là cu mang được một bạn nhỏ. Giờ lấy nước cho nó uống. Hồi nãy mình cứ tưởng là nhiều khi quên mở cửa con chim nhà nó sổng ra, nhưng mà không phải, con chim nhà nó nằm ở trên này nè. Em lát nó xuống. Rồi bạn này đói quá rồi. Bạn này đói quá rồi. Nằm nước ăn. Ăn lúa nè. Đói quá. Nè làm mấy nước. Bay mấy ngày sụi luôn. Hồ lông đẹp ha. Cà phê sữa bạc xỉu. Nãy nó vòng vòng trước cửa nhà, tưởng là con nhà sổng ra không à. Mà khôn ghê, bạn thấy nãy mình đứng ở trên đó, mình kêu nó là nó biết ha. Nó bay xuống gần cái chuồng này, lúc mình lại mình bắt nó thì nó cũng để yên cho mình bắt luôn, quá dễ thương luôn. Chứng tỏ là duyên dữ lắm à. Duyên cứng ngắc luôn. Thì thật sự là vậy các bạn, mình có duyên với động vật lắm. Rất là nhiều động vật nó đau đau á, nó bị sổng nó bay về là tự nhiên nó tới, mà nó ví dụ như chim trời nó tới mà nó cũng dạng dĩ, chứ không phải là nó nhát rồi nó bay vòng vòng mà mình phải dùng đồ này nọ mình bắt, mà là đó, cần thấy nó nằm yên cho mình bắt vậy đó, dễ thương vậy đó. Đem vô là cho nó ăn nó uống. Bữa con đợt xưa con chó cũng vậy, con tám cũng vậy. Rồi con chim cu bông à, lâu quá mới nói không thấy con cu bông đâu ta. Cu bông thì nó lại hơi nhát, nó không có xuất hiện bên ngoài nhiều. Nó bài nó chưa có dạng người lắm. Lâu quá không gặp cu bông rồi, bữa giờ cũng lu bu quá. Anh này dạng này chắc chim tơ à. Đói quá. Thấy bữa nay bơi bài vòng ai cho ăn, nó đói quá anh Nam ơi. Dễ thương, sáng sớm rồi có được cái điều tích cực ha. Thấy cũng vui vẻ. Cứu mang một số phận. Sẵn câu chuyện này sẵn hôm nay bắt được bạn chim cũng chia sẻ một chút cái quan điểm của mình về cái việc phóng sinh đó các bạn. Thì ví dụ như trong cuộc sống ta có cái duyên, giống như cái duyên hôm nay của mình, thì mình cu mang bé. Thật có thể là mình xong rồi mình thả đi thì đó là cái duyên. Còn ví dụ như mà đến những cái ngày này nọ các thứ, xong mới đi đặt 100-200 con chim về, xong bắt đầu nhốt nó vô chuồng mới thả nó đi, thì như vậy là nó theo quan điểm mình là không có đúng các bạn ha. Người ta đang sống bay ngoài trời á, thế mình đi bỏ tiền mình đặt hàng cho người khác bẫy, người khác lưới nó nhốt nó lại, cái lúc bẫy là hoảng loạn ghê lắm nha bạn, tại phải giăng lưới hoặc là dùng keo dùng đồ này nọ, nói chung là phải có cái cách để bắt một số lượng nhiều, cho nên là cái cách nó không có được nhẹ nhàng đâu, chắc chắn là nó sẽ không có nhẹ nhàng êm ái rồi đó. Có những cái cách để mà bắt một số lượng lớn như vậy, xong đầu nhốt vô cái chuồng phải nói là việc chật hẹp, xong rồi phơi nắng phơi đồ trước mấy cái tụ điểm nào, hoặc là tới trước chùa trước đồ này nọ thứ á đó, xong rồi đầu mới đứng phơi nắng biết bao lâu để đầu làm lễ làm đồ này nọ, bắt đầu nó mở cửa cho nó bay, mà bay có nổi đâu, đói khát rồi bị bắt bị nhốt rồi bật phơi nắng này nọ, xong mở cửa cho bay có nổi đó. Rồi chưa hết ác mộng, cơn ác mộng chưa hết.
rồi sau khi bay xong rồi có khi là bị lùa lại lần nữa bán cho người sau đó, cho nên là mình cái kiểu mà phóng sinh đó là nó không có đúng chút xíu nào, theo mình thấy nó phản cảm lắm. Chim ta đang bay mà trời bẫy ta vô xong rồi thả nó hình thức lắm, mà hình thức này nó có cái gây sự đau đớn ha, chứ không phải là cái hình thức mà nó không có tổn hại tới ai thì không nói làm gì, nhưng mà cái hình thức này nó gây tổn thương. Con cá đâu cũng vậy, thả xong rồi bên kia giăng lưới bắt lại, hình thức lắm. Cho nên nếu mà quan điểm của mình là bỏ mấy vụ này đi, còn nếu chúng ta đủ duyên vô tình chúng ta gặp được thì chúng ta giúp đỡ hỗ trợ thì rất là tốt, rất là dễ thương. Ok con, từ nay về đây sống đi. Ồ, hôm nay lại là ngày Chủ nhật nữa. Hồi xưa con Tám cũng là nó đến Nam Ngô Farm vào ngày Chủ nhật nên đặt nó là Tám. Thứ bảy xong rồi tới Chủ nhật á, Chủ nhật là Tám. Còn giờ thằng này cũng đến trong một ngày Chủ nhật đẹp trời. Ốm là ốm, hai cái xương rồi ra luôn nè. Không phải lòi lộn, có lông không lòi, nhưng mà nhìn thấy nó vuông dứt luôn, nó khô quá lòi ngạnh xương ra luôn nè. Lông này rất khô queo và đang thai từ từ lên. Mặt dễ thương lắm. Uống miếng nước đi con. Đâu anh coi kỹ coi. Trời ơi, bầu dì ổng nhắc luôn. Bầu dì ổng nhắc luôn, xương không nè. Chân hồng đẹp quá nè. Tơ, chân hồng chưa có vẫy. Mặt không dễ thương. Dễ thương. Dạng dĩ màu lông đẹp. Ok. Tên gì, muốn đặt tên gì? Hả? Con muốn đặt tên gì? Con muốn đặt cho con tên gì đây? Đặt cho con tên, để suy nghĩ xíu coi. Nay là Chủ nhật ha. Ai có cái tên gì góp ý cho là trời dễ thương, màu cà phê sữa đó ha. Màu này thôi đặt bạc xỉu đi. Bạc xỉu đi. Ha. Bạc xỉu. Bên kia có bò sữa, bên này có bạc xỉu. Ok. Màu giống màu bạc xỉu đó nè các bạn. Dễ thương. Ok, từ nay gọi con là Bạc Xỉu nha. Đây xin giới thiệu với các bạn một thành viên mới của Nam Ngô Farm, đó là bé chim cu màu cà phê sữa. Từ nay bé sẽ có tên là Bạc Xỉu. Hello anh em nha. Rồi, Nam Ngô và Bạc Xỉu bye bye mọi người nha. Chúc mọi người có ngày cái cuối tuần thật là vui vẻ ha, và thật nhiều sức khỏe ha. Ok, quay một vòng trời. Rất là dạng, rất là dễ thương. À, bye bye mọi người đi con. Bye bye đi. Bye bye. Đó, dễ thương luôn, mệt rồi đúng không? Thôi xuống ăn tiếp đi, xuống ăn rồi uống nước rồi bắt đầu thích nghi với môi trường đi.